Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì đây là sản phẩm ở bên nhà mình nha. Sản phẩm bên nhà mình gồm có là ví da và thắt lưng. Sản phẩm bên mình như mọi người đã thấy thì đây, đeo vào thì rất là hợp. Và cái sản phẩm bên mình thì nó rất là dễ dùng nha mọi người nha, không quá là khó khăn và cầu kỳ khi mà mọi người mua hàng ở bên mình. Đó. Sản phẩm bên mình thì mình có bán là ví giá 199k và thắt lưng 299k free ship toàn quốc nha mọi người nha. Sản phẩm bên mình là da bò 100% nha anh em nha, nên là anh em cứ yên tâm về cái chất lượng da và cái độ bền bỉ của nó nha. Thì mọi người mua hàng thì mọi người hãy liên hệ cho mình qua Zalo là 0368 412 911. Ok, rồi bây giờ mời mọi người vào clip nha. Hello, chào tất cả các idol. Chào mừng các idol đã đến với channel của em là Hoàng Dũng Ốc Vixel. Thì ngày hôm nay em vừa vào lại Sài Gòn. Thì nói chung là ngày hôm nay em làm một clip này là có một cái nội dung nó rất là... Sao ta? Em muốn tiết lộ cho mọi người, cho tất cả các anh, chị, cô, bác đã theo dõi em bấy lâu nay. Thì hôm nay em sẽ làm một cái clip gọi là chính thức. Đấy, em có người yêu nha mọi người nha. Đấy, thì ngày hôm nay em sẽ thực hiện một cái clip công khai với mọi người là em đã có người yêu. Và clip này cũng là clip mà em làm để em đòi thầy em là anh Vĩnh vớ vẩn. Đấy, đòi 10 triệu cơ. Đúng rồi, là 10 triệu. Đấy, thì bây giờ em sẽ vào clip luôn cho mọi người xem nha. Thi ơi, Thi ơi, tôi ơi. Ủa, như con heo mà. Thi ơi. Làm gì hả? Con trên lầu. Em cất cái kéo đi mọi người. Sao em cất đi? Em cất cái kéo. Anh làm thì anh tự làm. Nói nghe. Gì em phải nghe? Lè đi. Không. Để em cất kéo. Không. Để em cất kéo. Không. Ê. Không. Tự làm. Để em cất cái kéo. Ở đây em có bụng mà phải. Lè. Ai sai. Không. Lè đi. Cất kéo. Đi cất kéo, lè đi. Rồi đem chai nước ra uống miếng coi. Sai quá hả? Hay sai lắm hả? Em đi phải... Bỏ đúng nơi, đúng chỗ á. Tự mình làm tự mình dẹp đi sai hoài. Mình bỏ áo treo lên coi. Em xuống sai mấy cái này, có phải em làm không? Xin đẹp. Mở chai nước ơi. Mở đi không? Mở chai nước. Giờ đây. Tự mở đi. Cái gì mà nhơ tay chân sao không được. Mở chai nước. Không. Mở chai nước. Không. Mở quỳ xuống. Nói gì rồi. Anh là gì của em? Người yêu. Quỳ xuống. Ai cho, ai cho uống trước? Có gì em thù ơi. Giỡn. Thử ơi. Đang quay. Nhưng quay clip. Thì ngày hôm nay mình mới đầu mình vào mình nhờ Thi kiểu làm cái đó, mình cũng tính nói cho vui cho nó kiểu tôn dáng mình kiểu nóc nhà mọi người. Đó. Thì nói chung là mình đã quay trở lại Sài Gòn rồi, mình tính là về Thi. À hả? Mày người gì? Anh xin qua đây thì em ngồi cái góc bên này, em đẹp hơn góc bên này góc chết. Cứ mới quay thì anh phải cho em đó. Thì mình với Thi về nhà Thi. Mình tính là về thì mình sẽ làm những cái trải nghiệm nè. Rồi mình sẽ review ở chỗ Thi có gì nè. Nhưng mà mọi người biết sao? Về đây là công chúa mọi người xem cái clip trước thì mọi người biết đây kiểu công chúa nè, nhà hai đứa con gái mà ba mẹ Thi rất là cưng và chiều đó, không cho làm một cái gì, bây giờ quét nhà cũng không cho quét, nấu ăn cứ kiểu xong xuôi hết là sao ta, là mời ra ăn kiểu con cái kiểu cô rất là thương và cưng đó mọi người, nên thành ra
Nó là kiểu hư á. Nên thành ra với lại là 6 tháng rồi thi không về nhà. Nên thành ra là mình về, mình không lẽ về rủ thi đi quay không? Với lại về những cái câu chuyện của mẹ con nè, nó kiểu ôm ấp với lại nói chuyện gì đó thì mình kiểu không tiện nè, mình up clip lên nên ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả anh em đó là mình có quay lại, nhờ em của em gái Thi có quay lại một cái đoạn mình vào nhà Thi và ngồi mời ba mẹ Thi ra xin phép nói chuyện để hai đứa quen đó, thì mời mọi người cùng đón xem. Thì mọi người vừa xem xong cái đoạn mà mình ngồi nói chuyện với ba mẹ Thi. Thì lần đầu tiên trong cuộc đời mà về mình chính thức nói chuyện rồi gặp gỡ ba mẹ Thi, xong rồi ba mẹ vợ, ba mẹ Thi cũng nói với mình đó. Thì nói chuyện và xin phép để cho mình được quen Thi. Đó, lần đầu tiên thì không biết các anh các chú lớn ở trên kênh của mình đó thì đã đúng không, chắc chắn ai cũng có một cái ít nhất là một lần mà về ra mắt gia đình bạn gái rồi xin làm quen các kiểu đó. Thì cảm xúc đó em bình thường em quay ở trên clip em làm khùng điên làm trò mèo, rất là mọi thứ ở trên rất là trôi chảy, nhưng mà thực sự mà vào trong chỗ cái hôm bữa mà đi biển đó, đúng không? Chứ về mình đi biển là ở nhà rất là bình thường, đúng không? Anh nói chuyện với ba mẹ em rất là bình thường, nhưng mà vào trong lúc đó ngồi vậy nè mọi người, mồ hôi nó cứ chạy, mồ hôi nó cứ chạy, mà bạn nó thì ngồi cái bên cứ cắt trái cây ngồi ăn, mình rất là sợ đó. Nên ra là sau cái cuộc nói chuyện đó thì ba mẹ Thi nói chung là cũng đã chấp nhận để cho hai đứa em và Thi đó là có cơ hội là tìm hiểu rồi quen rồi cùng nhau xây dựng phát triển kiếm cái tương lai rồi để hai đứa về chung nhà đó kìa. Cục vàng cục quý nên là cô chú kêu là vào cô giao cục vàng cục quý cục vàng cục bạc của cô cho mình đấy. Thì thành ra ngày hôm nay làm một cái clip như thế này thì cũng là kết thúc cái hành trình về quê Thi đó. Hành trình về quê Thi thì không có gì hết đó, toàn là ở nhà không nói chuyện với cô kiểu lâu ngày con gái về nhớ rồi muốn ở với con gái thôi chứ không cho con gái đi đâu, thì thành ra em không có quay clip lại. Và cũng cảm ơn tất cả anh em ở Quảng Nam, Đà Nẵng đã rất là yêu thương em. Nói là em có đăng một bài trên tác cộng đồng ở trên YouTube thì mọi người rất là chào đón và mọi người điền em liên tục và mọi người muốn kiểu mời cà phê rồi ăn uống rồi trải nghiệm, em rất là cảm ơn. Đó, không ngờ là mình là được mọi người đón như vậy, rất là mừng đó mọi người. Nên thành ra có dịp sau thì em sẽ về và đi mọi người, bởi vì được lần này về nhà Thi thì sao ta, mẹ Thi nhớ Thi quá nên không cho đi đâu hết, thành ra mình cũng không có đi qua nhiều rồi đó. Thì cảm ơn tất cả anh em ở Quảng Nam, Đà Nẵng nha, rồi cảm ơn anh em rất là nhiều rồi. Thì nói chung cái clip này thì cũng muốn thông báo mọi người là em với Thi chính thức quen nhau và đã được ba mẹ Thi là cho phép hai đứa quen nhau. Yeah. Đó thì tụi em sẽ cố gắng để rồi. Với lại cái thứ hai thì cũng cảm ơn tất cả anh em ở Quảng Nam đã đón chào tụi em rất là nhiệt tình rồi, em cảm ơn mọi người rất là nhiều
Đó, và sau cái clip này thì tụi em sẽ yêu thương nhau nhiều hơn và em sẽ cho nhiều hơn nữa mọi người nhé. Đó, rồi thì clip này thì em chỉ làm sơ sơ tóm tắt lại để đăng lên cho mọi người. Ai mà đầy thuyền em với Thi thì vui đấy. Rồi đó, clip tới đây thì kết thúc như vậy thôi. Thì Thi đây là người yêu của em, đúng không? Không. Nói là phải nghe. Không, mất gì. Nói là phải nghe, phải khúc tung, khúc tung. Cháu giận cô. Mẹ Thi còn hay xem tiếp. Nếu là mọi người bình luận cái gì, mọi người góp ý em thì góp ý nhẹ nhàng, đừng có quăng tùm lum từ đưa xuống rồi phụ huynh thấy, phụ huynh sẽ buồn nha mọi người nha. Đấy, thì thôi, clip đây tới đây cũng dài rồi thì cũng em không biết nói gì hết. Mọi người hãy like, subscribe, đăng ký kênh cho em nha. Rồi, ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Cho Hùng biết coi. What? Cho Hùng biết. Hùng biết này mọi người biết mình rồi. Wow. Hùng biết, Hùng lại. Hùng lại. Không. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha.